Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 tên NHD 14 tuổi, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị đánh dẫn đến chết não, ngày 25 tháng 3 qua trao đổi chị L, mẹ cháu D cho biết gia đình chị đang làm thủ tục để đưa cháu D về nhà. Cháu đã chết não hơn một tuần, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã cố gắng hết sức, nhưng do cháu bị quá nặng, đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi xác định là đã mất con rồi. Chị L nói với giọng rưng rưng. Chị L cho biết sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chú đáo rồi mới tính đến những việc khác. Mong muốn của gia đình chị L là những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo chỉ huy công an quận Long Biên, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Trước đó theo phản ánh của chị Lò, vào ngày 17 tháng 3, con trai chị là cháu D, 14 tuổi, học lớp 8 trường Trung học cơ sở Việt Hưng, chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tại đây, đêm mâu thuẫn với cháu K, 12 tuổi. Chị Lò cho biết cháu K đã gọi anh trai 16 tuổi và bố ra sau đó ca và anh trai ca đánh cháu D, khiến D bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua hai lần phẫu thuật. Do cháu D bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội, người tham gia tố tụng, hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, thông tin trong chiều 25 tháng 3, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu D về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, duy trì thở máy cho cháu. Cháu đã chết não hơn một tuần. Việc đưa cháu D về Bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện 108 cũng nhận định cháu D hồi sinh là khó có thể. Theo luật sư, trong ngày 26 tháng 3, gia đình cháu sẽ đưa cháu D về Bệnh viện tỉnh. Liên quan đến vụ phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cách nhà 800m, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là vụ sát hại người chưa rõ thủ phạm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra làm rõ. Sau 3 ngày tích cực điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh thủ phạm gây án là Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Lương Thị Xuân khai báo do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn nên Xuân đã dùng hung khí đánh vào đầu làm chị P tử vong. Cụ thể, xuất phát từ mối quan hệ họ hàng, hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung, nhưng kém hiệu quả sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán cho thuê máy múc. Không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị Phương và Xuân nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị Phương có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện giữa Xuân và chị Phương xảy ra to tiếng, cãi cọ do chị Phương cho rằng nhà Xuân lừa đảo chị Phương trong vấn đề làm ăn này. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bì mang theo khi đi ra đồng, đánh vào đầu làm chị Phương ngất tại chỗ. Sau đó, Xuân kéo chị Phương xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến chị Phương bị ngạt nước. Thấy chị Phương đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội nên Xuân lấy các bao rác đè lên người chị Phương để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án đứng trước những khó khăn chồng chất khi hiện trường xảy ra tại khu vực vắng người, rất ít manh mối để điều tra. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng điều tra đã hướng nghi vấn về một người phụ nữ khả nghi có mối quan hệ với nạn nhân và tập trung xác minh làm rõ. Trước cơ quan điều tra và gia đình bị hại, đối tượng luôn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng như không hề liên quan và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Đến tối cùng ngày, đối tượng vẫn có mặt tại đám tang chị Phương để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự như không hề liên quan. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã nhận tội. Đối tượng Xuân hiện nay đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật. Mới đây, Tổ tuần tra đặc biệt 171 tại Bình Dương đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên thủ giao kiếm để đi đánh nhau. Một tổ tuần tra đặc biệt 171 thuộc Công an thành phố Thuận An phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, phường Bình Chuẩn, có dấu hiệu khả nghi. Khi cho dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong xe có nhóm thanh niên, một nữ, 7 nam, độ tuổi từ 16 đến 21, đang thủ nhiều dao kiếm tự chế. Nhóm thanh niên khai nhận, cô gái Đỗ Thị t đang dẫn cả nhóm đi tìm người mâu thuẫn với mình để đánh nhau, nhưng chưa tìm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tổ tuần tra đã bàn giao nhóm thanh niên cho công an phường Bình Chuẩn để xử lý theo quy định. Cùng thời điểm trên, tổ tuần tra đặc biệt 171 thuộc phòng cảnh sát giao thông đang tuần tra trên quốc lộ 13 thì phát hiện hai thanh niên Hồ Thanh Dê sinh năm 2001 và Phạm Hồ Ngọc Mờ sinh năm 2002 đi trên một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hai thanh niên cất giấu một vật giống súng rulo. Hai thanh niên khai nhận nghiện ma túy, đang trên đường đi mua ma túy về để sử dụng thì bị bắt. Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong ngày 25 tháng 3, công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phạm Thái, sinh năm 1987, ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 24 tháng 3 sau khi nhậu với bạn tại nhà thì Trần Phạm Thái đã mang theo một con dao nhọn đến nơi làm của anh, NTT Thợ sửa xe máy ở cùng phường Văn Hải tại đây thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh tê khi anh tê bỏ chạy thì thái tiếp tục đuổi theo tấn công anh này dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh tê đã tử vong ngay sau đó ngay sau khi xảy ra vụ án công an tỉnh ninh thuận tổ chức bảo vệ hiện trường thu giữ hung khí và tiến hành điều tra làm rõ vụ án Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của một người đàn ông khi làm việc với Công an huyện Long Thành. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, đến Công an huyện Long Thành làm việc, theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Người nhà của anh Đức cho biết, anh này có làm việc với cán bộ công an đội hình sự công an huyện Long Thành. Đến chiều cùng ngày, Người thân anh Đức từ phường Tam Phước đến công an huyện Long Thành để đón anh này về, đến trụ sở công an huyện Long Thành khoảng 15 giờ 15 phút thì nhận được điện thoại của một cán bộ công an gọi điện báo vợ anh Đức vào trụ sở ký một tờ giấy liên quan đến bệnh lý anh ấy. Lúc này, vợ anh Đức trình bày với công an là chồng không có bệnh lý mà thời gian này chỉ hay bị mất ngủ. Sau khi ký giấy bệnh lý thì người vợ có hỏi về tình trạng của chồng thì được công an trả lời đang đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Long Thành vì trong lúc đang điều tra thì anh này bị ngất. Một lúc sau thì công an thông báo người nhà anh Đức đang chuyển lên bệnh viện chờ rẫy rồi, em trai anh Đức kể lại. Những người thân anh Đức lên bệnh viện chờ rẫy chờ bên ngoài đến gần 22 giờ cùng ngày, gia đình nhận được thông tin anh này đã tử vong. Tuy nhiên, đến nay việc anh Đức tử vong chính xác vào thời điểm nào, vì sao tử vong thì gia đình không hề biết. Đến nay công an huyện Long Thành cũng chưa gặp gia đình. Em trai của nạn nhân nói thêm sau khi nạn nhân tử vong, gia đình đề nghị viện pháp y quốc gia phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai, công an huyện Long Thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Theo người thân của nạn nhân, sơ bộ nhìn bên ngoài nhận thấy rõ thi thể của anh Đức có nhiều vết bầm tím khu vực ngực, hai bên đùi bị tím đen. Để nắm rõ thông tin cụ thể, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Long Thành nhưng chưa nhận được phản hồi.